trên thế giới. Mưa tên lửa rơi khắp đất nước Ukraine. Mẹ của ông trùm lính đánh thuê Wagner thắng kiện EU. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ nhập viện. Thượng viện Pháp thông qua điều khoản tăng tuổi nghỉ hưu lên 64. Tại Việt Nam, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình. Hà Nội sẽ bỏ quy định thu lệ phí khi đăng ký cư trú. Hàng ngàn mét bờ biển Quảng Nam bị sạt lở. Phát hiện hàng vạn hộp thuốc bao cao su giả được gắn tem kiểm định. Miền Bắc hửng nắng trước khi đón không khí lạnh tràn về. Chào mừng quý vị đến với chương trình cập nhật các vấn đề trong nước và quốc tế vào tối ngày 9 tháng 3 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành và cùng theo dõi tin thế giới đầu tiên tối nay. Mở đầu phần tin thế giới là mưa tên lửa đã rơi khắp đất nước Ukraine. Thưa quý vị, theo Reuters đưa tin, sáng sớm ngày hôm nay ngày 9 tháng 3 theo giờ địa phương, tên lửa của Nga đã tấn công các thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, cảng Odessa và Kharkiv. Ông Marchenko, tỉnh trưởng Odessa của miền nam Ukraine cho biết, đợt tấn công tên lửa quy mô lớn hôm nay đã nhằm vào một cơ sở năng lượng trong thành phố cùng tên, làm mất điện nhiều khu vực trong tỉnh. Một số khu dân cư cũng bị tập kích nhưng chưa có thông tin về thương vong. Lãnh đạo tỉnh Kharkov cũng thông báo địa phương này đã hứng chịu ít nhất là 15 đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng. Truyền thông Ukraine cho biết nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại các tỉnh như Dnipro, Lviv. Dữ liệu của Bộ chuyển đổi số Ukraine công bố trước đó cho thấy nước này đã kích hoạt báo động phòng không trên toàn quốc. Phương Tây và Ukraine đánh giá Nga có thể mở chiến dịch tiến công quy mô lớn nhằm đảo ngược tình thế sau thời gian hứng chịu nhiều bước lùi. Ngoài tập kích bằng tên lửa tầm xa, Nga đang tăng cường tấn công phòng tuyến Ukraine ở vùng Donbass nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Mẹ của ông trùm lính đánh thuê Wagner thắng kiện EU. Theo Reuters đưa tin, bà Prigozhina, mẹ của ông trùm lính đánh thuê Wagner, đã giành chiến thắng trong một vụ kiện vào ngày 8 tháng 3 nhằm lật ngược các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với bà. Theo giới quan sát, phán quyết có lợi cho bà là ví dụ hiếm hoi về một cá nhân phản đối thành công các lệnh trừng phạt của EU. Cho tới nay, EU đã áp đặt các biện pháp này với gần 1.700 cá nhân và tổ chức liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, và bà là một trong số đó. Tòa sơ thẩm châu Âu phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy bà phải chịu trách nhiệm về hành động của con trai bà ở Ukraine và lệnh trừng phạt nhắm vào bà chỉ dựa vào mối quan hệ mẹ-con giữa hai người. Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên của EU, phán quyết này chỉ áp dụng với danh sách trừng phạt vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, còn lệnh gia hạn ngày 14 tháng 9 năm 2022 vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, bà vẫn bị đóng băng tài sản và cấm đi lại ở EU. Tiếp theo, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ phải nhập viện. Vào tối ngày hôm qua, sáng ngày 9 tháng 3 theo giờ Việt Nam, văn phòng của lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell thông báo rằng ông McConnell bị ngã tại một khách sạn trong bữa tối riêng tư, ông đã nhập viện để điều trị. Ông David Pope, người phát ngôn của ông McConnell cho biết trên Fox News rằng vị quan chức này đã được đưa đến một bệnh viện ở thủ đô Washington, hiện chưa rõ tình trạng chấn thương của ông. Ông McConnell, thuộc Đảng Cộng Hòa, hiện đã 81 tuổi, được bầu vào Thượng viện lần đầu tiên vào năm 1984, đại diện của tiểu bang Kentucky. Ông là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện từ năm 2015 đến 2021 và trở thành lãnh đạo phe thiểu số sau khi Đảng Dân Chủ kiểm soát cơ quan này. Ông McConnell được biết đến là người giúp Đảng Cộng Hòa đạt được các ưu tiên tại Quốc hội Mỹ như bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ và tòa án tối cao thông qua chính sách giảm thuế dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và thường xuyên cản trở chương trình lập pháp của phe Dân Chủ. Thượng viện Pháp thông qua điều khoản tăng tuổi nghỉ hưu lên 64. Rạng sáng nay ngày 9 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Thượng viện Pháp với cánh hữu chiếm ưu thế đã thông qua điều khoản chính của dự luật cải cách lương hưu nâng tuổi nghỉ hưu hợp pháp ở nước này từ 62 lên 64. Với 201 phiếu thuận và 115 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã thông qua kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm bất chấp làn sóng biểu tình mới phản đối cải cách đã diễn ra trên quy mô lớn tại Pháp từ ngày 7 tháng 3.
Hôm nay và ngày mai, Thượng viện Pháp sẽ tiếp tục thảo luận về một điều khoản sửa đổi gây tranh cãi trong dự luật cải cách lương hưu về việc hủy bỏ các chế độ đặc biệt áp dụng cho viên chức quản lý đã nghỉ hưu. Hạn chót để cơ quan này hoàn thiện dự luật là ngày 12 tháng 3. Trong khi đó, các liên đoàn Pháp muốn tiếp tục gây áp lực bằng một đợt biểu tình mới vào thứ Bảy tuần này nhằm yêu cầu Tổng thống Pháp rút lại dự luật cải cách hưu trí của mình. Trước đó, theo số liệu từ Tổng Công đoàn Lao động Pháp, thì có khoảng 2 triệu người tham gia vào cuộc tuần hành và đình công diễn ra trên toàn nước Pháp trong ngày 7 tháng 3 vừa qua. Vừa rồi là tin thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin tại Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình. Vâng, thưa quý vị, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, mặc dù có sửa đổi nhưng những nội dung về dạy thêm học thêm xoay quanh thông tư 17 vẫn giữ nguyên hiệu lực. Cụ thể, hoạt động dạy học thêm phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản như không tổ chức lớp dạy học thêm theo các lớp học chính khóa, học sinh trong cùng một lớp phải có học lực tương đương nhau, không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm, không dạy trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa. Tuy nhiên, trên thực tế, phụ huynh cho biết con đang phải đi học thêm rất nhiều. Đa số các trường tiểu học hiện nay đang thực hiện dạy học 2 buổi một ngày. Nhưng sau giờ học chính khóa ở nhiều nơi, học sinh vẫn phải đi học thêm ở trung tâm với chính giáo viên chủ nhiệm. Không ít phụ huynh có con đang ở bậc tiểu học cho biết, dù không bị ép nhưng giáo viên tổ chức lớp dạy thêm nên lại phải cho con đi học vì sợ kiểm tra đánh giá các nội dung không có trong phần dạy học trên lớp. Việc đi học dày đặc khiến cho nhiều học sinh và phụ huynh mệt mỏi, ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình. Hà Nội sẽ hủy bỏ quy định thu lệ phí khi đăng ký cư trú. Tại kỳ họp thứ 11 khai mạc vào ngày 10 tháng 3, thành phố Hà Nội sẽ xem xét bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành trước đó. Mức thu phí cho cả hộ hoặc một người là 15.000 đồng một lần, các khu vực khác là 8.000 đồng một lần. Mức phí điều hành thay đổi thông tin là 10.000 đồng một lần, ở khu vực khác là 5.000. Các trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đổi thì sẽ không thu phí. Như vậy, nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết, người dân khi đăng ký thường trú, tạm trú tại thành phố Hà Nội sẽ không phải nộp phí. Hàng ngàn mét bờ biển ở Quảng Nam bị sạt lở. Nước biển xâm thực cuốn trôi nhiều ngôi nhà ở Hội An gây sạt lở bờ biển tại huyện Duy Xuyên, Núi Thành và đánh sập bờ kè ở thành phố Tam Kỳ. Gần 300 mét bờ biển cửa đại, đoạn qua khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An bị nước biển ăn sâu 30 mét, kéo sập 4 ngôi nhà. Theo người dân, chưa lần nào gió mùa đông bắc vào tháng 3 lại mạnh gây sạt lở nhiều như vậy. Nhiều ngôi nhà của người dân đã bị cuốn trôi ra biển. Để hạn chế chiều cường lấn sâu vào bờ biển đánh sập nhà, người dân đã làm dọ đá, ống bê tông để chắn ở bờ biển. Bờ biển Cửa Đại dài 6,5 km bị nước biển xâm thực nhiều năm qua. Giữa năm 2020 đến nay, chính quyền xây dựng gần 2 km đê ngầm âm nửa mét so với mặt nước biển, chạy song song cách bờ biển 250 mét. Sau khi đê ngầm hoàn thành, cát sẽ được bơm vào để tạo bãi tắm. Với 4,5 km bờ biển sạt lở còn lại, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam đã lập xong dự án, đang làm việc với cơ quan phát triển Pháp vay 145 triệu euro, tương đương với hơn 1.000 tỷ đồng để xây đê ngầm và hút khoảng 2 triệu mét khối cát tạo bãi, bảo vệ bờ biển. Cách khối phố Thịnh Mỹ 5 km về phía nam, khu vực huyện Duy Xuyên cũng bị sạt lở. Gió mùa đông bắc khiến cho biển động gây sạt lở 3-5 mét, nhiều nhà dân phải di dời. Phát hiện hàng vạn hộp thuốc bao cao su giả được gắn tem kiểm định. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 9 tháng 3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện một kho hàng tàng trữ, kinh doanh tân dược và số lượng lớn bao cao su có dấu hiệu giả mạo tại thành phố Thuận An. Cụ thể có hơn 2.460 viên thuốc Tây dạng viên nén, trên bao bì ghi là xuất xứ tại Thái Lan. Hơn 5.000 tem chống giả, hơn 70.200 bao cao su các loại, 2.700 viên thực phẩm chức năng có nhãn gốc bằng tiếng Ả Rập. Toàn bộ số lượng hàng hóa này do ông Nguyễn Đức Lương, 31 tuổi, tại Hà Tĩnh, đã thuê kho để chứa hàng hóa và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh và làm rõ. Miền Bắc hứng nắng trước khi đón không khí lạnh tràn về. Vào ngày hôm nay và 2 ngày tới, thưa quý vị, tại miền Bắc sẽ duy trì thời tiết hứng nắng vào trưa và chiều, nền nhiệt khá cao,
nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, cao nhất từ 25 đến 27 độ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến ngày 11 tháng 3. Từ ngày 12 tháng 3, đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống gây mưa rào và dông cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Vùng núi có mưa vừa đến mưa to, trời chuyển rét, nền nhiệt giảm từ 5 đến 6 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất 27 đến 30 độ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến ngày 11 tháng 3. Từ chiều ngày 12 tháng 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng khu vực Nam Bộ, dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Chỉ số tia UV cực đại hôm nay và những ngày tới tiếp tục ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe của con người. Người dân hoạt động ngoài trời được khuyến cáo cần bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kế tiếp.